Chuyện là có một ngày bạn mình hỏi, ê, cu trai của mày là như thế nào vậy? Mình mới ngay thôi trong sáng trả lời với nó là kiểu ngầu ngầu nhẹ nhàng tinh tế á. Xong bạn mình nó mới chửi, kiểu người như mày á thì kiếm trên mai nha. Nhưng đó là một tấm chiếu mới chưa trải sự đời nên nó mới nói như vậy. Chứ nếu mà nó gặp cái áo khoác hoodie đi nguyên bản của Yami này rồi thì nó đâu có gái to như vậy được. Với thiết kế hoodie đen đơn giản và tinh tế, nói đúng hơn là ngầu vừa đủ. Y2010 original tối giản nhưng mà sáng. Logo Y phía sau vai là một điểm nhấn nhẹ nhàng. Hãy cùng tưởng tượng với mình nha. Một anh chàng cao 1m8 mặc cái áo này rồi lạnh lùng cool boy đi ngang qua mình, sao mà có dễ chịu nổi đúng không? Điều đứng điều đứng.